cùng anh chị em. Bài trinh cũng âm theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, và một thần thù chi tầm Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quá thần, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, có một câu chuyện kể lại rằng tại Na Uy vào một chiều đông tuyết rơi nặng hạt, thì một người đàn ông say rượu lão đảo bước đi trên tuyết, và cậu con trai 10 tuổi cũng đi theo cha, ngồi ngoài quán chờ cha mình nhậu xong, và cũng léo đẽo theo cha trở về. Và bước chân của người cha in hằn trên tuyết, và cứ thế người con đi theo sau và bước chân trên dấu tuyết mà người cha đã in xuống, với những bước chân siêu vẹo ngang dọc. Và khi người cha nhìn lại thì thấy đứa con đi những bước chân như người say rượu, và người cha mới cất giọng lè nhè quát mắng con rằng: Mày đi kiểu gì vậy? Và đứa bé trả lời rằng: Dạ, con đang đi theo bước chân của cha. Quá thật, sự gương mẫu thật hệ trọng trong việc giáo dục. Còn những bước chân vô hình tưởng chừng như chẳng liên hệ gì đến ai, nhưng vẫn để lại cho những dấu vết chẳng phai mờ của những bậc làm cha làm mẹ. Và đôi lúc có những bậc làm cha làm mẹ đã thật ngạc nhiên qua cách ứng xử của con cái sao giống mình quá chừng, như cách ăn nói, và có thể là những sự giận dữ hay những lời hống hách. Và chúng ta thấy rằng có những người đã từng cay đắng quát mắng rằng: Sao con lại hành xử như vậy? Và dường như nó cũng đang âm thầm nói lại rằng là con đang bước theo bước chân của cha, của mẹ. Khi chúng ta nhìn thấy những dòng suối, thì dòng suối tưởng chừng như vô tình cứ uống mình chạy theo dòng chảy, vậy mà nó còn để lại những dấu vết trắng phai mờ trên mặt địa cầu bao la rộng lớn. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy đời là phù hoa, kiếp nhân sinh cho dẫu có vắng bỏi hay lặng lẽ trôi qua, vẫn để lại những dấu vết chẳng phai mờ nơi trần gian, nơi cuộc sống của mỗi con người. Và vì thế mà Nguyễn Công Trứ mới bảo rằng: Người trồng cây hạnh người chơ, ta trồng cây phúc để đời về sau. Hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng, và giáo hội chúng ta cho chúng ta chiêm ngưỡng một bước chân thật đẹp tình người, một bước chân của yêu thương, một bước chân không phai mờ qua mọi thời gian năm tháng, và một bước chân tràn ngập đầy tình yêu thương qua mọi thời gian, và một bước chân đã băng đồi lội xuống
để đem tình yêu đến với người chị họ là Elizabeth. Một bức chân vội vã của mẹ Maria, mẹ đã đem tình yêu thương, đem bác ái, đem tinh thần phục vụ đến người chị họ của mình. Và chính nhờ bước chân đó, khi mẹ đến với bà Elizabeth, đã đem tình thương, đem sự ấm áp của Thiên Chúa đến cho người chị họ. Để rồi hôm nay bà Elizabeth đã phải thốt lên lời rằng: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vâng, một bước chân nở hoa, một bước chân bác ái đã cất bước hành trình của mẹ đem tình yêu đến cho người chị họ, cũng như tình yêu của mẹ đến với tất cả nhân loại chúng ta. Mẹ Maria chẳng để lại cho đời những giáo thuyết cao siêu hay những lời hoa mỹ, nhưng mẹ để lại cho ta, mỗi người chúng ta, đó là một tấm gương sáng ngời của vị bác ái vị tha, của xin vâng, của phó thác. Và cuộc sống của mẹ luôn luôn là một sứ điệp rất đẹp, tình người, một sứ điệp đã đi vào cuộc sống nhân loại chúng ta bằng những lời xin vâng, bằng sự hy sinh mà chính mẹ Maria đã thể hiện suốt cuộc đời của mẹ qua hai tiếng xin vâng. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người chúng ta thấy được một cuộc đời yêu thương luôn mang lại cho những mọi người chúng ta dấu tích của sự hiệp thông và sự bình an. Nếu bình an không có, nếu tình sự hiệp nhất không có, thì nơi đó cũng chẳng có tình yêu. Và tình yêu luôn luôn là những bước khởi đầu, là một chất xúc tác để đem lại cho con người sự nối kết, và cũng từ chất xúc tác này đem lại cho con người chúng ta lòng yêu thương. Nếu cuộc sống con người chúng ta chỉ có sự hận thù thì không thể nào giải hóa được tất cả mọi sự. Nhưng chỉ có tình yêu mới là chất xúc tác, là sự giải hóa những sự hận thù giữa con người với con người. Ở đâu còn nạn phá thai, nạn bạo hành gia đình, là vì nơi đó đang thiếu tình yêu. Và ở đâu còn chiến tranh, còn tranh chấp hận thù, vì nơi đó còn thiếu tình yêu giữa con người với con người. Anh chị em thân mến, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng, cho chúng ta thấy chân dung của hai người mẹ thật diễm phúc nơi trần gian: Đức Maria mẹ đứng cứu thế, và Isabel mẹ Gioan tuyển hô. Và suy niệm về cuộc gặp gỡ kỳ diệu của hai bà mẹ cho chúng ta thấy những bài học bổ ích. Vì thế mà cuộc viếng thăm của mẹ Maria là một cuộc viếng thăm của tình yêu. Tình yêu thì luôn luôn đòi hỏi con người chúng ta phải biểu lộ, chứ không phải là tình yêu giữ kín bên mình. Một tình yêu giữ kín thì không bao giờ biểu lộ thành hành động, không phải là một tình yêu đích thực. Mà tình yêu đích thực thì luôn luôn đòi hỏi nơi con người chúng ta năng đến với nhau, gặp nhau và trao phó tình yêu cho nhau khi vui cũng như lúc buồn. Và chính vì thế mà Đức Phật đã nói rằng: yêu nhau mà không được ở gần nhau, mà phải xa cách nhau thì đau khổ. Và Ngài đã gọi cái khổ ấy là ái biệt ly khổ. Và tục ngữ có câu rằng: một ngày không gặp nhau thì dài như 3 năm. Do đó chúng ta thấy rằng có năng đến với nhau, viếng thăm nhau, thì tình yêu mới được thân tiến. Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội đã cho chúng ta thấy hình ảnh mẹ Maria, mẹ đã quên mình ra đi, đem niềm vui cho người khác. Đó cũng là bổn phận của mỗi chúng ta. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc sống hôm nay, chúng ta không thể nào giữ tình yêu nơi chính bản thân mình,
mà tình yêu phải được ban phát đến với tất cả mọi người chúng ta. Có một linh mục lớn tuổi, Ngài đã chia sẻ về cuộc đời của Ngài. Ngài là một vị linh mục luôn luôn sống vui vẻ, và có một người, những người khác vô cùng ngạc nhiên tại sao Ngài lại sống vui vẻ như thế. Và lúc đó cha nói rằng cuộc sống như vui vẻ như thế là do chính cuộc đời của Ngài đã cảm nghiệm được những niềm vui trong cuộc đời của Ngài. Và Ngài nói rằng niềm vui thứ nhất đối với Ngài đó là trong muôn vật được tạo thành thì Thiên Chúa đã dựng nên con người, và vì thế mà con người là quý nhất, thế mà tôi lại được làm người. Đó chính là niềm vui thứ nhất trong cuộc đời của tôi. Và Ngài lại chia sẻ rằng người ta sinh ra đời có nhiều người đuôi què, tàn tật, chết non, mà tôi sống đến hơn 80 tuổi mà vẫn lành lặn mạnh khỏe. Đó chính là niềm vui thứ hai. Và nhiều người hiện nay phải đói rách, thế mà tôi chưa phải nhịn đói ngày nào. Đó chính là niềm vui thứ ba. Bao nhiêu người thất học, dốt nát, nhưng mà tôi đã được đi học đến nơi đến chốn. Dù bằng cấp không cao, nhưng tôi vẫn được cha mẹ cho ăn học tử tế. Đó chính là niềm vui thứ tư. Và ơn gọi linh mục là một ơn Chúa ban cho ai tùy ý người, không phải muốn là được. Thế mà tôi lại được làm linh mục của Chúa. Đó chính là niềm vui thứ năm. Và nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ lại, thì trong cuộc đời của mỗi người chúng ta biết bao nhiêu là niềm vui trong cuộc đời. Chúng ta thấy cuộc sống con người chúng ta có sức khỏe hôm nay cũng là Chúa ban cho chúng ta. Đó cũng có thể là niềm vui trong cuộc sống chúng ta. Giờ đây chúng ta hướng đến mẹ Maria mà giáo hội chúng ta mừng kính qua thánh lễ hôm nay. Chúng ta cũng cầu xin mẹ ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết sống và thể hiện tình yêu của chúng ta nơi anh chị em, và cũng luôn luôn thể hiện niềm vui mà chúng ta đón nhận được từ Thiên Chúa. Hãy cho ban niềm vui, tình yêu đến với tất cả anh chị em chúng ta bằng cách này, cách khác, để tình yêu và niềm vui đó luôn luôn được thăng tiến trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Và nhất là tình yêu đó luôn luôn được thể hiện bằng sự hy sinh, bằng bác ái, bằng tấm lòng chân thật của mỗi người chúng ta. Amen.